Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm chuyển đến nơi ở mới, đến nay người dân ở 13 khu tái định cư dự án thủy điện Hồ Na thuộc huyện Quế Phong vẫn chưa được cấp đất sản xuất để ổn định cuộc sống lâu dài. Và đến thời điểm này, đã gần hết thời hạn trợ cấp gạo hỗ trợ nên người dân ở đây càng lo lắng hơn về tương lai cuộc sống của mình. Phóng sự thực hiện tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. Gia đình chị Lang Thị Hương có 5 nhân khẩu, là một trong 106 hộ được chuyển đến điểm tái định cư bản Mường Hinh, xã Quế Phong từ năm 2012. Sau gần 4 năm đến nơi ở mới, cuộc sống của gia đình chị Hương chỉ biết dựa vào nguồn gạo trợ cấp của nhà nước và buôn bán nhỏ tăng thêm nguồn thu nhập lo cho gia đình. Hàng ngày công việc của em thì cũng buôn bán ít hàng tạp hóa, rồi con trông thì đi bên lòng hồ rồi gom thu mua lung. Ngày bình thường thì ngày nghỉ cả có người trông con cho em thì cùng đi lên rừng chặt lung, cả vợ chồng chặt lung về rồi cắt rồi kiếm bán thêm đồng để kiếm thức ăn rồi có nuôi ba rồi hai đứa con. 4 năm đến nơi ở mới tại khu tái định cư, người dân ở bản Mường Hinh, xã Đồng Văn phải sống trong cảnh nơm nớp bởi số ngày được ăn gạo trợ cấp đã gần kết thúc. Trong khi đó, chưa có gia đình nào được nhận đất để sản xuất lúa nước như cam kết của công ty thủy điện Hùa Na. Không có ruộng nước. Thì từ cái năm 12 bà con chuyển về đây thì đang còn có cái gạo trợ cấp. Nhưng từ ngày hôm nay trở đi chúng tôi vừa mới nhận xong cái quý này thì hiện tại bây giờ còn 3 quý nữa. Tức là cứ mỗi khẩu còn 9 bì nữa là hết gạo cấp của nhà nước. Để bền vững lâu dài thì bà con chả biết nghĩ là làm cái gì mà bền vững được. Nữa lùng thì khai thác thì từ cái năm chuẩn bị dự án về là cũng đã kiệt quệ hết rồi. Vấn đề hỗ trợ sản xuất là vẫn chưa được triển khai. Và đặc biệt là cái quỹ đất để làm ruộng được là gần như không có. Công ty vẫn đang còn nợ 18,4 tỷ đồng của dân. Và còn 25 phương án chưa được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 123 tỷ để chi trả cho dân. Về lâu dài thì đề nghị là bên chính quyền cấp trên, huyện, tỉnh là cũng có tác động tỉnh để bên công ty Hồ Ná là thực hiện các cái cam kết và các cái nội dung theo cái thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Nguyên nhân của việc 350 hộ sinh sống tại 4 điểm tái định cư trên địa bàn xã Đồng Văn không có đất sản xuất là do diện tích đất nông lâm nghiệp ở đây mới chỉ thực hiện bàn giao ranh giới quy hoạch tạm thời cho người dân tái định cư nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên người dân không yên tâm để sản xuất. Hơn nữa, chủ đầu tư là công ty thủy điện Hùa Na chưa thực hiện việc đền bù đất bị thu hồi để giao cho người dân tái định cư nên dẫn tới việc tranh chấp không cần thiết. Trước mắt chúng tôi sẽ ưu tiên cái nguồn vốn dụ này để cấp gạo cho bà con trong mấy tháng cuối năm 2015 và tiến tới chúng tôi sẽ tiếp tục là triển khai công tác khai hoang xây dựng đồng ruộng và lúa nước. Đối với công việc này chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực tế như là Quế Phong là một huyện miền núi, quỹ đất đặc biệt là lúa nước còn nó rất nhiều hạn hẹp. Cái thứ ba là hiện nay một số diện tích đất lâm nghiệp nằm trong khu thiên nhiên phù hoạt, cho nên rất là cần phải có thời gian để chuyển đổi cái đất này sang mục đích sử dụng đất của nông nghiệp. Theo quy hoạch ban đầu, khi xây dựng nhà máy thủy điện Hùa Na, 1.360 hộ dân đã nhường đất để xây dựng nhà máy và được hứa sau khi đến điểm tái định cư sẽ được cấp đất để trồng lúa nước. Tuy nhiên đến nay, khi nhà máy đã hoàn thành và đi vào vận hành, thì lời hứa từ phía nhà máy đối với người dân vẫn chưa được thực hiện và cuộc sống của người dân tái định cư xã Đồng Văn nói riêng, 13 điểm tái định cư nói chung đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu đất sản xuất. Qua sự việc này, các cơ quan đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ cấp đất sản xuất để trước khi hết thời điểm cấp gạo hỗ trợ, người dân có thể tự sản xuất, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.